Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNTV. Quý vị vẫn đang cùng chúng tôi theo dõi chương trình điểm báo ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Miley, có live show mỗi ngày thứ ba từ 1 giờ cho đến 3 giờ để tha hồ cho quý vị mua sắm vàng bạc nữ trang đồng hồ Rolex gửi đến tận nhà cho quý vị. Mời quý vị nhớ đón xem live show mỗi ngày thứ ba từ 1 giờ đến 3 giờ trên cả hai băng tần của VNTV cũng như trên YouTube Miley Diamond Show để biết thêm chi tiết về những sản phẩm tuyệt vời. Và số phone đó là 714-653-5207, 714-653-5207. Và tiếp đến nữa, hân hạnh được bảo trợ bởi Sun Power by Eco Solar. Quý vị cần có một system solar cho gia đình của mình, mình vừa tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm tiền, lại nhận được những promotion vô cùng hấp dẫn. Mời quý vị ghé đến với Sun Power by Eco Solar. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở số phone là 714-265-9077, 714-265-9077. Và tiếp đến nữa là công ty Tony Trần với những sản phẩm thật là tốt cho sức khỏe của quý vị. Có Moringa 950, đông trùng hạ thảo, rồi có sâm Hoa Kỳ, thật là tốt. Và đặc biệt chúng tôi có gửi sữa Ensure về 64 tỉnh thành tại Việt Nam với giá cả vô cùng phải chăng. Số phone là 714-949-8688, 714-949-8688. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý vị, đây là thời gian mà phân lời vẫn đang còn rất tốt, nhưng mà nhà thì đang hiếm trên thị trường rồi, cho nên quý vị phải nhanh tay lẻ chân để mà mình có được ngôi nhà trong mơ của mình nha. Mời quý vị tìm đến với nhà văn Chu Tất Tiến. Chú Chu Tất Tiến sẽ giúp đỡ cho quý vị. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúng xin thưa quý vị là hiện nay chúng tôi biết rằng là các nhà băng vẫn cố gắng giữ ở cái mức độ cái lãi suất vẫn ở thấp dưới 3 chấm và trên dưới 3 chấm thưa quý vị. Cao lắm là 3.125 thôi. Còn những người khác mà có trường hợp mà tốt đẹp hơn, chẳng hạn như là điểm tới 7.5 hoặc là đao nhiều thì có thể là chỉ có 2.5 hoặc 2.875 mà thôi thưa quý vị. Trở lại cái vấn đề mà cái virus chúng tôi nói hoài không có nghĩ, tại vì thưa quý vị là không biết đến bao giờ cái vấn đề này mới ngừng được, mà không biết bao giờ cái người Mỹ mới có thể mà suy nghĩ và tìm ra cho mình một cái phương pháp và để phòng ngừa dịch bệnh bằng cách tốt đẹp. Thưa quý vị, trong một đám cưới ở Maine, là tiểu bang Maine, khoảng 7 tháng 8 vừa qua đó, thì mấy người này đã vi phạm một cái luật mà giãn cách xã hội, mà có 147 người tham dự lễ cưới, và hoặc là những người bị lây bởi những người tham dự lễ cưới, 147 người đã bị nhiễm bệnh, trong đó 3 người đã bị chết. Thì một trong những người là nhiễm bệnh đó là đi vào làm việc ở trong một cái trung tâm sinh hoạt khác, trung tâm phục hồi, làm cho lây thêm mấy chục người nữa. Một người ở trong cái đám cưới này lại lây thêm cho 10 người trong nhà thờ luôn. Thành ra cái con số người bây giờ lên rất là cao. Thưa quý vị, thành ra chúng tôi không biết nói sao, chỉ xin quý vị Việt Nam cố gắng giữ sức khỏe, bảo vệ tính mạng mình và bảo vệ người khác bằng cách là giữ khoảng cách cũng như là che mặt nạ. Dạ, phải mang mask, đi ra ngoài là phải mang mask thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa là một bồi thẩm đoàn lớn đang được kêu gọi để mà điều tra trước cái chết của Daniel Pru, theo lời của tổng trưởng lý của tờ bang New York cho biết. Kính thưa quý vị, vào ngày một ngày của tháng 3 thì trên YouTube đã phát tán đi một cái video clip để cho thấy là cảnh sát đã bắt giữ một người thanh niên có tên là Daniel Pru. Nhưng mà nếu sự việc này sẽ không có gì xảy ra nếu như đó là cuộc bắt giữ bình thường, nhưng mà video clip cho thấy là cảnh sát đã bắt giữ một cách quá đà đối với lại Daniel Pru, và còn chụp luôn cả một cái gì giống như cái tất vậy đó, giống một cái bao hay một cái tất trùm lên trên đầu anh ta, và sau đó đó thì kẹp anh ta và giữ anh ta lại. Là đến này thì cái đoạn video clip đó đã được công khai, Mỹ Linh đã coi rồi, tại vì quý vị khi mà muốn coi cái video clip đó thì YouTube bắt mình phải confirm về cái account của mình, rồi phải warning mình là đây là có những cái hành động mà nó rất là violence, cho nên là mình phải có những mình phải accept những cái đó thì mới coi được. Nó rất là khủng khiếp, và cảnh sát mấy người luôn và chặn anh ta lại, rồi sau đó thì đè anh ta xuống đường, và cuối cùng thì giống như lấy một cái tấc hay một cái bị vậy đó trùm đầu anh ta, và cuối cùng anh ta đã bị chết não khi mà đưa đến bệnh viện. Và cái hành động này của cảnh sát đã dấy lên một cuộc biểu tình rất là gọi là lớn ở New York. Và gia đình của Daniel Pru cho biết là anh ta đang có một cái giai đoạn mà phải chữa trị về mặt tâm thần, đang bị ảnh hưởng bởi ma túy vào lúc ngày sáng ngày 23 tháng 3, và hôm đó thì anh ta bị cảnh sát bắt và cuối cùng thì đã qua đời. Và cho đến nay thì tổng trưởng lý của New York đã kêu gọi một bồi thẩm đoàn lớn và nghiêm túc để mà có thể điều tra cũng như là có những cái buổi trial thật là gọi là công bình trước cái chết của Daniel Pru, với lại hành động của cảnh sát đã bắt giữ một cách rất là tàn bạo đối với người đàn ông này thưa quý vị.
Nghe những cái tin này làm một cái trùng xuống, không biết bao giờ cảnh sát mới có thể áp dụng một cái biện pháp chung cho toàn thế toàn nước Mỹ là không có sử dụng cái bạo lực một cách quá đáng, tức là excessive force, thưa quý vị, nó gọi là excessive tức là quá đáng, thưa quý vị, những người mà cảnh sát đã dùng áp dụng cái luật này là chết người và gây tình hình bất ổn cho toàn thể nước Mỹ. Bây giờ một cái vấn đề nữa chúng ta liên quan đến vấn đề nóng mà hồi nãy cũng với Linh cũng đã báo cáo là nóng quá, thưa quý vị, 100 hơn 100 độ, 90 mấy độ, thưa quý vị, thì người ta đã đổ xô ra biển. Nhưng mà không biết rằng là hôm nay mới trong một tuần qua thôi là bốn người chết đuối, một người Huntington Beach, các tất cả đều là thanh niên hết quý vị, một người Huntington Beach, một người Laguna Beach, coi như là ba người Huntington Beach, tức là một người ở Laguna Beach, bốn người đã chết. Chúng ta biết các biển Laguna Beach rất là nhỏ và người ta tới đó là chơi đùa rất là đông. Tới mùa nóng này người ta ổ xô ra mà không biết rằng là có rất là nhiều tai nạn xảy ra. Tuy nhiên con số và chết đuối năm nay cũng rất là nhỏ hơn năm ngoái, thưa quý vị. Trong những năm trước thì con số tử vong và chết đuối nhiều lắm. Trong chúng ta nhiều khi đi biển chúng ta đâu có để ý là sao có chết đuối nhiều. Nhưng mà con số này chúng ta thấy khủng hoảng luôn. Nếu quận Cam là, nếu quận Cam thôi nha, trong năm 2018 là 48 người chết đuối ở huyện đó. Và tới 43 người chết năm trong 2019. Và cho đến nay thì quận Hạt chỉ có tổng cộng cho tới mùa nắng này có 17 người chết đuối. Nói vậy chứ 17, 48, 49 là mỗi người mà thiệt mạng về chết đuối này, lòng chúng tôi cũng thấy xót xa. Không biết làm sao mà người ta có thể chết đuối được, cứ bơi ra xa quá, bị trượt rút, không kể trường hợp cá mập cắn đâu, nhưng mà cứ bơi ra xa quá, trượt rút hay là bơi vào chỗ sóng xoáy. Mà người ta chết rất là nhiều. Những tai nạn này, Mỹ Linh nghĩ là những người đi lướt sóng. Những người đi lướt sóng, lướt sóng thì nó gặp nguy hiểm nhiều hơn. Chứ còn trẻ em thì các em chỉ chơi ngay chỗ bờ biển và có sự giám sát của cha mẹ rồi, nên các em thường là không có gặp nguy hiểm nhiều. Toàn là thanh niên không à? Thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là cảnh sát ở tại New York cho biết có một phụ nữ 74 tuổi đã bị gọi là cướp đi ở chiếc cái bóp của mình. Sau đó thì cô còn bị đánh vào mặt, và 74 tuổi rồi. Thưa quý vị, người phụ nữ này ở tại Manhattan đã bị đấm vào mặt và khi chạm trán với một nhóm thanh niên gồm có là 2 nam và 1 nữ, độ tuổi là từ 14 đến 18 tuổi thôi. Thì lúc này cô đang đi ở trên đường ở đại lộ số 14, thì New York họ đi bộ rất là nhiều, thưa quý vị, và cô đi bộ trên đường. Sau đó thì có một người đã video an ninh quay lại cho thấy là cái người thanh niên này đã giật cái bóp của cô, và sau đó thì cô mới quay lại và cô giành lại cái bóp với người thanh niên này chống trả lại, thì có một người thanh niên khác ở bên cạnh đã đấm vào mặt cô, đẩy cô xuống đường, và sau đó thì cả ba cùng bỏ chạy. Và camera an ninh quay lại được thì thấy có 2 nam và 1 nữ đã liên quan đến sự việc này, và rồi sẽ bị điều tra, kính thưa quý vị, nhưng mà chưa có bất kỳ hành động bắt giữ nào của cảnh sát. Thưa quý vị, nhân tiện vấn đề này chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là chúng tôi cũng đã từng viết bài báo là cảnh giác quý vị là tất cả những vấn đề mà bị cướp giật trên đường phố hay là bị vừa đi chợ ra, chúng ta thấy người Việt Nam bị cướp giật và bị giết chết cũng một số người cũng không phải là nhỏ. Thì cái quan tắc quan trọng nhất, thưa quý vị, những người đi chợ đó, thứ nhất là không có giành lại với ăn cướp, kẻ cướp nó lấy cho lấy luôn, tại vì cái mạng chúng ta quý trọng hơn là cái số tiền ở trong đó. Thì quý vị có thể để trong đó mấy trăm hay là mấy ngàn chăng nữa, cho dù mấy ngàn, tôi nghĩ là quý vị đi chợ mà mang theo mấy ngàn đâu, thì cho nó lấy mấy trăm bạc hay là lấy credit card hay là lấy thẻ chứ. Cái chuyện đó chuyện nhỏ thì chúng ta xin báo cáo lại, xin lại lượt, mà đừng bao giờ phải chống cự lại với những kẻ mà giật bóp, kẻ là giật bóp tới là giật bóp, cho nó lấy luôn, cho lấy luôn đi, đừng có giằng co với nó, tại chúng ta không thể nào giằng co. Thứ nhất là chúng ta không chuẩn bị, thứ hai là phụ nữ là đàn bà, chúng ta không thể nào giằng co lại với một người đàn ông. Nhất là những người phụ nữ lớn tuổi thì giằng co với một tay thanh niên trẻ là chỉ thiệt mạng mà thôi. Và thứ ba nữa là thường thường là những vụ cướp này chúng ta thấy là không có một người đơn độc, mà thường thường có khi 2-3 người, thằng đó đang giằng co mà mình đã chống cự lại, thằng thứ hai nhảy tới có thể lụi dao mình chết hoặc là bắn mình chết. Khi nó đã chuẩn bị như vậy là không tuyệt đối, quý vị xin quý vị phụ nữ Việt Nam đi chợ, thứ nhất đừng có mang nhiều tiền, thứ hai đừng có đeo những cái ví lòng thòng mà có dây dài để nó có thể giật dễ. Chúng ta đeo những cái ví ngắn sát rách chúng ta mà thôi. Mà nếu mà chúng ta mà trường hợp bị giật vẫn bị giật thì thôi cho mày luôn, ok tặng luôn, ok Merry Christmas hay là Happy New Year cho nó luôn, chứ đừng có giằng co, nó không bao giờ giằng co mà có kết quả. 100% tất cả trường hợp giằng co đều là chết hết, không có người nào giằng co lại được
với trừ khi nào những người học võ với thôi. Dạ, và còn chúng ta vẫn còn nhớ đó là cái có một người phụ nữ Việt Nam của chúng ta cách đây 2 năm đó, rồi cũng vừa mới đi chợ ra, rồi cũng bị cướp, và cuối cùng thì bọn cướp đã giật cái bóp của cô giằn lại, và sau đó thì tại vì bọn cướp là đi trên xe, cuối cùng là kéo lê cô đi theo cái bóp luôn, và cuối cùng thì cô chết luôn. Do đó cho nên là thật sự là phụ nữ mang bóp đi ra đường rất là nguy hiểm, nên mình phải cẩn thận. Và xin mời chú bản tin tiếp theo của chú, thưa chú. Dạ, thưa quý vị, một cái tin nữa là chúng ta đã biết rằng là cái vấn đề mà hạt giống á. Thưa quý vị, cái tin này nãy tôi vừa mới, thưa quý vị, là ông Việt Nam này đấy, cái hình ông Việt Nam này, ông ấy gọi 1.171 lần ông gọi lên chia 911, ông gọi lên và ông ấy yêu cầu mua trả giò. Thì cái tội này nó là tội, nghĩa là thứ nhất là quấy động an ninh và làm cho người ta bất an, cũng như là sử dụng 911 cái đường dây điện thoại 911 cách bất hợp pháp. Ông bị bắt tù mà không biết bị tù bao nhiêu lâu, nhưng mà có thể là ông này ngớ ngẩn hay là khùng hay là sao đó, nhưng mà chúng ta biết là cái tội mà sử dụng 911 mà để báo cáo chuyện vớ va vớ vẩn đều là bị phạt đó, thưa quý vị. Những cái đứa trẻ nhỏ mà dùng cái đó thì bố mẹ bị phạt chứ không phải là chơi đâu. Mà ông này không biết sao ông lại gọi điện thoại, ông quảng cáo trả giò thì nó lạ lùng quá, không biết Mỹ Linh nghĩ sao. Dạ, không có thể hiểu nổi, thật sự cái chuyện mình không có lý giải được. Trong đầu người ta nghĩ gì mình cũng không biết được, nhưng mà thật sự là đây là chỉ là một cái lời cảnh báo cho chúng ta, đừng gọi số 911 khi mà không có chuyện gì khẩn cấp. Dạ, cái số này không thể là gọi để chơi được. Dạ, số này không gọi để chơi được. Dạ, gọi quảng cáo đến VNA thì ok, nhưng mà gọi 911 để quảng cáo là không được. Dạ. Gọi đài VNA TV để theo dõi những chương trình quảng cáo trên đó, chẳng hạn như là Lian Lan Trần hay là vàng, tiệm vàng mà Mai Ly hay là kia thì gọi đó thì tốt, nên gọi chứ đừng có gọi 911. Dạ. Mà chắc là phải có vấn đề gì về tâm lý chắc cho nên là mấy tâm thần tâm lý. Dạ, và thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là có dự báo mà có tuyết vào tháng 9 xảy ra ở tại Denver. Quý vị tưởng tượng tháng 9 là chúng ta nóng đến cỡ nào, giờ vẫn còn nóng dữ dội lắm bây giờ, quý vị thấy không? Dạ, nhưng mà bây giờ sẽ chuẩn bị có tuyết xảy ra ở Denver, thưa quý vị. Sau đợt nắng nóng gần lên đến hơn 100 độ ở tại Denver cho cái tuần Labor Day vừa qua, thì tiếp đến là nhiệt độ sẽ chuyển biến đột ngột đến với lại Denver. Theo cơ quan thời tiết quốc gia là NWS cho biết Denver sẽ tiếp tục là ở nhiệt độ cao vào ngày thứ Bảy vừa qua là 101 độ F. Nhưng mà có một cái cuộc gọi là bất ngờ, một không khí lạnh tràn về một cách bất ngờ làm cho không khí hạ xuống một cách đột ngột, và dự báo một cơn bão mùa đông đang tới có thể ảnh hưởng đến 4,2 triệu người, nhất là những người nông dân và đang là ở làm việc ở tại Denver, Colorado, tại vì người ta dự đoán là sẽ có lúc mà rất nhiệt độ xuống rất là thấp một cách đột ngột, và sẽ có tuyết tích tụ để mà có thể dọc theo xa lộ 25 rồi khu vực của Metro Denver, và có thể là tuyết rơi đến 6 inch và ở những khu vực của tàu điện ngầm Denver sẽ có những nơi có lên đến 14 inch tuyết luôn. Tuyết giữa tháng 9. Dạ, quý vị thấy thời tiết thượng đế ông có nhiều cái kỳ quặc lắm, con người ta đừng nghĩ là mình văn minh. Dạ. Không thể nào hiểu nổi. Không thể hiểu nổi một đợt nóng khủng khiếp vậy, một đợt không khí lạnh bất ngờ tràn qua có tuyết giữa tháng 9, được quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày đầu tuần thật bình an, thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.